Tại khu công nghiệp Mai Sơn đã diễn ra cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã huy động 500 cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức, công nhân, dân phòng thuộc lực lượng công an, quân đội, y tế, các cơ quan đơn vị. Đây là sự kiện diễn tập lớn của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều phương diện, thể hiện sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo, công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói riêng của tỉnh. Đây cũng chính là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, của các lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đơn vị, lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thực hiện phương án theo 4 giai đoạn, gồm lãnh đạo cơ sở là chỉ huy chữa cháy, triển khai cứu nạn cứu hộ và chữa cháy ban đầu, lãnh đạo công an huyện, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động các lực lượng triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động các lực lượng trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết thúc công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tiến hành các hoạt động khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy. Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị địa phương cần triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, duy trì có hiệu quả các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, địa phương mình. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, cơ sở, chuyên ngành đáp ứng yêu cầu theo phương châm 4 tại chỗ. Đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu hoàn thiện các kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là đối với những nơi tập trung đông người, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tự kiểm tra, phối hợp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, học tập, luyện tập các tình huống đề ra trong phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Quan tâm xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.